Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Vinh. Quý anh chị hãy đặt cho em Vinh câu hỏi là chừng nào Vios có khuyến mãi tốt thì em Vinh trả lời là tháng 7 này chương trình khuyến mãi của Vios đang rất là tốt. Chúng ta được gì khi mua chiếc xe Toyota Vios này nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ đại lý. Cùng với đó là nếu mà chúng ta mua chiếc xe này sẽ được hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Chưa hết đâu quý anh chị, còn được tặng thêm bảo dưỡng, cùng với đó là tặng thêm những món phụ kiện trang bị trên xe, phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình khi mua mẫu xe Toyota Vios này. Ngoài ra còn nữa nha quý anh chị, những chương trình hậu mãi hấp dẫn về sau dành bảo dưỡng cho khách hàng khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Khi mua bảo hiểm tại Toyota Hùng Vương còn được tặng thêm phí thường niên khi quý khách hàng mua bảo hiểm nữa. Những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc Vios này thì đây là một thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc xe với mức giá cực kỳ tốt nha. Chúng ta chưa biết là tháng 8 này có thuế trước bạ hay không, nhưng mà đây đang là một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt khi chúng ta mua chiếc xe Toyota Vios này. Giả sử nha, đầu tháng 8 mà có chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ thì chiếc xe này sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi kép. Chúng ta mua xe trong tháng này, đầu tháng thì bấm số, chương trình khuyến mãi rất tốt. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất mà không được thì đây cũng là chương trình khuyến mãi tốt nhất từ đầu năm đến giờ. Vios được hỗ trợ tới 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm rất là nhiều những món hậu mãi và phụ kiện về sau khi khách hàng mua xe. Và đây là Vios phiên bản 1.5G, có gói an toàn Toyota Safety Sense và cùng với đó có rất nhiều trang bị hỗ trợ người lái trên xe, giúp lái xe an toàn, yên tâm, thoải mái khi mua mẫu xe Toyota Vios này. Vios 1.5G có mức giá 545 triệu, giá cũng tốt mà đúng không quý anh chị? Sedan hạng B, bản cao cấp, có gói an toàn 545 triệu. Nên chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết về mức giá, chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Vios này nha. Những quý chị nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, muốn đăng ký kênh và nhớ vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh CV Tính nha. Và đừng quên bên em hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe. Và cùng với đó, những quý chị nào đang có chiếc xe cũ không sử dụng tới muốn bán đi này, đó muốn thu cũ đổi mới này, gọi ngay cho em Vinh vào số hotline. Mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào với chiếc Vios phiên bản 1.5G này nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh xem và cùng điểm đến những cái trang bị ở trên chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G này nha. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được này, những cái form dáng, cái cách thiết kế nó mới lạ như thế này, nó làm cho chiếc Vios của chúng ta có cái sự nổi bật hơn khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Đặc biệt với những trang bị trên xe như là đèn phía trước được trang bị với bóng đèn bi LED trên cả 3 phiên bản cho cường độ ánh sáng cao, giúp xe vận hành và di chuyển vào ban đêm một cách dễ dàng hơn. Trên phiên bản G có đèn tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu đầy đủ cho chúng ta. Những dải LED lấy line phiên ngoại sẽ làm cho cục đèn chúng ta nổi bật hơn với chiếc xe Toyota Vios này. Phía dưới này, phiên bản G sẽ có một cặp cảm biến góc trước để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Một cặp đèn sương mù dạng LED để bổ trợ thêm cho bóng đèn chiếu sáng phía trên, giúp chiếc xe của chúng ta di chuyển ban đêm dễ dàng hơn. Và một thanh trang trí mạ chrome phía trước tạo điểm nhấn cho cái mặt lưới thanh nhiệt của chúng ta. Và mặt lưới thanh nhiệt thì được họa tiết kế tổ ong làm điểm nhấn cho cái phần đầu xe của chúng ta. Logo thì được tráng gương và có gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lên làn đường. Xe khi thấy vật cản ở phía trước sẽ tự động phanh cho chúng ta và cùng với đó giúp chúng ta lái xe an toàn hơn với những tính năng bổ trợ như thế này. Xe còn có ga tự động Cruise Control nữa kết hợp với hệ thống tự động phanh này sẽ giúp chúng ta lái xe trên cung đường cao tốc hay những cung đường dài, khiến cho cái nhu cầu sử dụng xe của chúng ta được thoải mái hơn, được yên tâm hơn những tính năng bổ trợ lái xe như thế này. Đó, tổng quan về phần đầu xe với thiết kế như vậy, với những trang bị như vậy, nó sẽ đáng tiền hơn đối với chiếc xe Vios, đặc biệt phiên bản 1.5G này, 545 triệu và chương trình khuyến mãi thì đang rất là tốt. Về phần hông xe này, thiết kế thì cũng rất là thể thao, đó, một chiếc xe hạng B, thiết kế thể thao, trục cơ sở dài cho khoang nội thất bên trong, rộng rãi, thoải mái, mâm được trang bị mâm đúc, phay xước, đó, kích thước 15 inch. Và thắng thì là thắng đĩa 4 bánh, khoảng sáng gầm xe cũng rất là tốt. Chúng ta đi ra địa hình cũng không phải là một cái điều khó đối với chiếc xe Vios này. Khả năng vận hành thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đó, một chiếc xe khá là hợp lý cho chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc xe phục vụ gia đình của chúng ta và mục đích mà chúng ta vừa gia đình vừa kinh doanh. Gương thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn ray dạng LED trên gương, có chỉnh điện, gập điện đầy đủ nha quý chị nha. Tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp nút mở cửa thông minh. Ra vào xe thì chỉ với một chạm thôi, cũng dễ dàng hơn cho chúng ta. Và những họa tiết mạ chrome này sẽ làm cho chiếc xe nổi bật hơn. Về phần đuôi xe nào, đuôi xe đây, thiết kế hài hòa, trẻ trung. Đó, đặc biệt thì cụm đèn ở phía sau sẽ được trang bị với một sợi LED chạy ẩn ở phía bên trong, tạo điểm nhấn cho cái cụm đèn. Và cụm đèn thì thiết kế rất là mềm mại nha quý chị nha. Phía trên thì vẫn sẽ có anten dạng vây cá này, đèn báo phanh dạng LED trên cao này, xe kính sau này đầy đủ. An toàn phía sau có 4 cảm biến, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, kết hợp với lại camera lùi để giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cả đèn báo phanh dạng LED trên cao và mức tiêu thụ nhiên liệu thì như em Vinh có nói rồi, động cơ 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT.
Được kết hợp của chiếc xe này chỉ có 5,8 lít thôi, trong đô thị là 7 lít 7 và ngoài đô thị chỉ có 4 lít 7 thôi quý anh chị. Rất là tiết kiệm đúng không? Đó, một chiếc xe gia đình 5 người. Như vậy là nó đã mang lại chúng ta những cái trải nghiệm tốt nhất ở trên chiếc xe này rồi. Về phần cốp xe, được trang bị một cái cốp xe rộng rãi thoải mái cho chúng ta. Đó. Cốp này thì chắc chúng ta phải để từ 3 đến 4 vali rồi, thoải mái. Gia đình 5 người thì hai vali lớn với lại một vali nhỏ và một vali cỡ chung, trong đây thoải mái nha quý anh chị nha. Rất là rộng rãi. Đó. Cốp xe này. Nhìn nó có đã không cơ chứ. Quá rộng luôn quý anh chị. Đồ đạc chúng ta để trong đây không cần phải suy nghĩ gì hết. Phía dưới chúng ta còn có bánh sơ cua dự phòng là mâm đúc theo xe. Đó. Trường hợp mà bánh có bị bể chúng ta thay vô chả ai biết đâu là và đâu là chúng ta vừa mới thay bánh sơ cua dự phòng đâu. Đó. Cốp xe nhẹ nhàng, đóng mở dễ dàng. Tiến vào phần nội thất với em Vinh nào. Nội thất của Vios thì cũng rất là châu chú của quý anh chị. Nội thất Vios này, ghế thì được trang bị ghế nha với cái thiết kế mới. Đó, form mới luôn, làm ôm form hơn. Đó, ngồi thoải mái hơn, cung đường dài đi thích hơn với những đường chỉ line màu vàng tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Đó, ngoài ra thì xe còn được trang bị chỉnh cơ 6 hướng ở ghế cho tư thế ngồi thoải mái nhất. Những cái vị trí trên tappy này đều sẽ được bọc da hết. Lên xuống kính tài thì đều được chỉnh điện một chạm chống kẹt, chỉnh kính điện gập kính điện, tay nắm cửa mạ bạc đầy đủ. Và ngay phía đầu gối trái đây thì là những hệ thống an toàn cho an toàn Toyota Citizen, cảnh báo làn đường và cảnh báo tiếng va chạm, bật tắt cảm biến và cùng với nó VCTRC. Đó. Cùng tiến vào phần nội thất của em Vinh nào. Khi mà chúng ta bước vào cái phần nội thất này thì chúng ta có được gì? Đầu tiên chính là phía trước mặt ghế lái chúng ta sẽ có một cái màn hình đa thông tin 4.2 inch. Đó, thể hiện những cái thông số người tới người lái trên đây về chiếc xe. Đó, hệ thống LDA cảnh báo là làn đường và tất cả mọi thứ sẽ được người lái nắm bắt trên đây một cách rất là dễ dàng. Cái màn hình 4.2 inch này. Đó. Và cùng với đó chúng ta được trang bị 20 động cơ, thì vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đèn phía trước thì như em Vinh có nói rồi, đèn auto tự động bật tắt, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đó, cái này mà đều đều thì cũng khá là thích nha quý chị nha. Ga tự động cruise control như em Vinh có nói đầu video. Đó, như phím bấm trên vô lăng, tăng giảm âm lượng và đồng thời đánh tay. Phía đây sẽ là điều khiển cái màn hình đa thông tin của chúng ta. Về hệ thống giải trí thì bản G được trang bị với một cái màn hình khá là lớn, 10 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth USB đầy đủ. Đó. Trên đây mọi thứ được thể hiện rất là đầy đủ và sắc nét. Hệ thống cam lùi cũng sẽ được trang bị trên đây, kết hợp với 4 cảm biến và có vạch kẻ phía sau giúp chúng ta lái xe an toàn hơn. Đó. Điều hòa thì hoàn toàn tự động, thao tác hoàn toàn bằng nút bấm, những nút bấm mạ bạc, nút để start stop, hộp số CVT. Đó, đầy đủ. Đó, hệ thống giải trí thì 6 loa cho chất lượng âm thanh cũng rất là tốt, trần màu kem sạch sẽ đẹp đúng không quý vị? Đó. Ngoài ra còn gì nữa nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển ra hàng ghế thứ hai trước khi đi đến phần an toàn của chiếc xe này nha. Rồi, về hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng rãi, thoải mái, độ ngả ghế rất là tốt nha quý vị nha. Quý vị thể quan sát được độ ngả ghế này. Đó, tựa đầu ba vị trí ngồi đầy đủ. Đó, có bệ tỳ tay phía sau, có phía trước cũng có bệ tỳ tay dành cho người lái và phía dưới cũng có hai giác sạc trên thai si để sạc các thiết bị điện trên xe trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Đó, thuận tiện hơn. Và phía trên đây chúng ta sẽ có một cái khoảng trống để chúng ta để những cái đồ trong quá trình mà chúng ta di chuyển chiếc xe này, gối mền gì đó, đó cho mấy đứa nhỏ ở nhà chúng ta. Đó, rộng rãi thoải mái quý chị ha. Xe còn được trang bị tới 7 túi khí, những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp và cùng với đó là gói an toàn Toyota Safety Sense. Những tính năng này kết hợp lại với nhau sẽ cho chiếc xe phân khúc hạng B này của chúng ta nó có cái sự an toàn, yên tâm. Và khi chúng ta vận hành chiếc xe này thì không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tiêu hao nhiên liệu ít này, mức giá thành thì bây giờ chúng ta mua đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Ngoài ra tính năng an toàn và những option trên xe cũng nhiều hơn. Đó, chương trình trả góp thì cũng đang rất là tốt, lãi suất 0%. Dù quý chị nào đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios này, cùng em Vinh tiến vào đối mức giá của chiếc xe này nha. Và chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G này chúng ta đã cùng em Vinh tìm hiểu một vòng xung quanh xe rồi. Còn về mức giá thì sao? Như em Vinh có nói đầu video, xe này có mức giá là 545 triệu đồng. Hiện tại chương trình đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương với 27 triệu mấy trăm. Chúng ta làm tròn còn là 28 triệu đi, cộng với chương trình hỗ trợ giảm giá thêm của đại lý nữa. Chiếc xe này của chúng ta được giảm sương sương 30 mấy triệu đồng nữa quý anh chị. 30 mấy triệu dành cho chiếc xe này. Hơn 50% lệ phí trước bạ luôn, kết hợp với việc giảm giá và cùng với đó hỗ trợ lệ phí trước bạ. Chiếc xe này của chúng ta đang được giảm hơn 30 triệu đồng. Nếu như lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi và chưa tính bảo hiểm vật chất thân xe dành cho khách hàng không kinh doanh nha.
Đó, đối với kinh doanh thì chúng ta vui lòng cộng thêm vào giá xe giúp em Vinh những cái chi phí kinh doanh nữa, là đối với mức giá lăn bánh chưa bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe là 629 triệu. Nếu thêm cái bảo hiểm nữa thì chúng ta cộng thêm loanh quanh tầm khoảng 7 triệu nữa là 637 triệu. Chương trình đang giảm giá hơn 30 triệu đồng, vậy là chỉ còn lại 600 lẻ mấy thôi nếu tại Sài Gòn. Còn tại các tỉnh chỉ còn lại có 580 mấy triệu thôi quý anh chị là chúng ta sở hữu được chiếc xe này rồi. Mức giá quá tốt luôn quý anh chị ơi. Nếu mà được, trong khi đó mức giá limit đã là 545 triệu rồi, mà nếu mà chúng ta được thêm cái chương trình của nhà nước vào ngày 1 tháng 8 này nữa. Còn cái chương trình này nó chỉ ưu đãi trong tháng 7 thôi. Nếu chúng ta không mua xe mà đợi đến tháng 8 thì chương trình này sẽ kết thúc và chúng ta chỉ được hưởng một nửa phần trăm, chứ không được giảm giá nhiều như thế này đâu quý anh chị, không được hỗ trợ tới hơn 50% lệ phí trước bạ như thế này đâu. Đó, một cái chương trình khuyến mãi tốt như thế này chúng ta mua trong thời điểm này quyết đoán hơn thì chúng ta sẽ có được cái ưu đãi kép nếu như mà nhà nước hỗ trợ, còn không thì chúng ta vẫn có một cái mức giá rất là tốt so với chương trình khuyến mãi từ đầu năm tới giờ rồi. Đây là thời điểm để chúng ta mua xe với mức giá cực kỳ tốt, và đặc biệt tháng này thì chúng ta chưa tới tháng ngâu, tháng sau là tháng ngâu rồi đó, mà nhiều khi tháng ngâu mà có hỗ trợ lệ phí trước bạ thì chúng ta cũng đâu muốn mua xe nó, nên tháng này chúng ta mua đi rồi tháng sau chúng ta đi bấm số, mọi thứ nó đều rất là trơn tru và có mức giá tốt khi chúng ta mua xe. Nếu mà có thuế thì càng tốt, còn không có vẫn là một chiếc xe giá rất là tốt luôn quý anh chị. Ngoài ra như em Vinh có nói rồi, còn tặng thêm những món phụ kiện trang bị trên xe đó, tặng thêm những món option trên xe, và ngoài ra còn hỗ trợ về chương trình bảo dưỡng về sau cho khách hàng khi mua xe nữa. Những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất của mẫu xe Toyota Vios phiên bản 1.5G màu trắng đang được GBR Vinh đây nha. Và dành những quý anh chị nào mà đang quan tâm về chương trình trả góp, em Vinh cũng nói đầu video, lãi suất trả góp là 0%. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Và muốn biết chi tiết hồ sơ chúng ta cần những giấy tờ gì, và cùng với đó là mức trả góp hàng tháng là bao nhiêu dành cho mẫu xe này khi chúng ta mua dưới hình thức trả góp, thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline hoặc cái bạn Zalo để được tư vấn chi tiết khác nha. Và những quý chị nào muốn đến trực tiếp Toyota Hùng Vương để chúng ta coi xe, lái thử hay trải nghiệm xe, hay muốn xem chi tiết hơn về mẫu xe Toyota Vios phiên bản 1.5G này, nhấc máy gọi ngay cho em Vinh trước khi lên showroom để được trải nghiệm lái thử xe với thời gian nhanh nhất, thủ tục dễ dàng nhất khi quý chị lên với Toyota Hùng Vương nha. Và đàn viên quý chị nào mà đang có xe cũ muốn bán đi hay có chiếc xe không sử dụng muốn sang lại cho đại lý thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline, bên em thu cũ đổi mới mức giá cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn dễ dàng. Như quý chị nào đang có nhu cầu gọi ngay cho em Vinh nha. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, muốn đăng ký kênh và nhớ vào nút chung để nhận được thông báo mới nhất từ kênh xe tỉnh nha. Nếu thấy video này hay thì quý chị hãy chia sẻ video này lên các trang mạng cá nhân như Facebook, Zalo, nhiều khách hàng biết tới hơn về chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G đầy đủ trang bị công nghệ này nha. Và đừng quên mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha.